Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm của nhà One. Vâng, chính xác. Một trong những nhà mà năm ngoái mình đã có một cái video dự đoán là nó sẽ trở thành quốc dân dành cho ở cái phân khúc đâu đó tầm dưới 2 triệu đồng. Và đương nhiên thì vừa rồi cuối năm One rất là nở rộ. Nhưng mà có một điều mà các bạn sẽ thấy rằng One chủ yếu nở rộ về mảng nước hoa của nữ. Nước hoa của nam thì mọi người lại không nhắc tới quá nhiều. Thường thì mọi người sẽ chỉ quan tâm đến Hostit, đúng không? Chai này thì mình cũng sẽ làm video sau với các bạn. Nhưng mình muốn làm chai này tại vì cái thời tiết hiện tại nó vẫn còn lạnh, sợ vài bữa nữa nó hết lạnh mất. Thì giới thiệu các bạn để các bạn có thể quan tâm và có thể thử em nó. Thì đây là một trong những mùi mà nếu như bạn có đọc được review nói rằng nó có một phần nào đó giống Jack Club, giống Men in Black hay là giống Spy Bomb, thì các bạn sẽ có thêm một góc nhìn ở trong video lần này. Bắt đầu tìm hiểu về em nó thôi. Đầu tiên thì mình phải nói qua một chút về thiết kế. Mình vẫn có một quan điểm rằng thiết kế của One là một nhà nít ở phân khúc đâu đó 2 triệu đồng quay đầu. Thì nó quá tuyệt vời, tại vì từ hộp cho đến thiết kế chai màu đen xì cực kỳ đẹp. Có một điểm tôi chê duy nhất ở chai nước hoa này, đó chính là cái phần đầu này. Này, các bạn nhìn, tự nhiên chỗ này nó bị dài ra ấy, trông nó rất là xấu. Nếu như mà nó làm khít luôn vào phần dưới, đậy thẳng vào thì nó lại rất ok. Nhưng mà chai này nó có một cái là tôi không biết là do cái nắp này nó như vậy, khi mà đậy vào nó rất là khó khăn, phải ấn lực mạnh tay. Đây là chai của nam, có thể là nó thiết kế như thế, nhưng mà mấy chai của nữ tôi dùng thì tôi cần đậy nhẹ thôi là ok. Nhưng mà đậy nắp thì rất là ok nhá. Đây, giữ chặt này, xoay này. Đấy, tôi cứ để tay ở dưới cho chắc thôi, nhưng mà xoay này không rơi đâu. Còn đây là phải vào vòi xịt của em nó này. Vòi xịt thì chấm chắc là được khoảng tầm 7 đến 8 trên 10. Rất ổn, nhưng mà phải nói rằng là một nhà nít mà các bạn có thể có một cái hộp rất là đẹp, không cần phải gói thêm quà làm gì cả. Vì nhiều người vào những cái dịp lễ Tết mà người ta mua tặng ấy, từ nước hoa nam đến nước hoa nữ, thường người ta có thói quen là người ta gói quà. Nhưng mà với cái nhà One này thì các bạn không cần gói quà. Phải nói rằng là đẹp đi tặng thì con này quá ok luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến phần quan trọng nhất là phần mùi hương. Đây là một trong những cái mà các bạn sẽ khá lăn tăn, tại vì có một vài người review là nó sẽ có phần giống với Jack Club của Maison Margiela, nó có phần giống với Spy Bomb của Victor & Rowe, hay là nó có phần giống với chai nước hoa Men in Black của Bulgari. Vâng, chính xác. Nó sẽ ở đâu đó trong ba chai nước hoa này. Mình khẳng định với các bạn, tại vì khi mà các bạn xịt 4 chai nước hoa này, các bạn sẽ nhận thấy có một cái sự đồng điệu không hề nhẹ. Thì cụ thể nó như nào, em này khi các bạn vừa mới xịt ra ở trên tay nhá, đây như kiểu mình vừa xịt ra ở trong không khí này, thì mình ngửi thấy một cái vai mùi chắc chắn là nó sẽ có tiêu. Tiêu ở đây làm có phần khá là trung tính, có nghĩa là nó không quá là nồng nàn sộc vào mũi như là những cái con như là Red Tobacco của nhà Mancera, một cái mùi thuốc lá tiêu cay sộc thẳng vào mũi, dầu gió đó. Nhưng mà ở Varies thì nó không bị cái kiểu như vậy. Đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, ở con này nếu như các bạn ngửi thoáng qua hay kể cả các bạn ngửi ở trên da các bạn, thì các bạn sẽ nhận thấy con này nó có một cái nét khá là hay, đó là một cái mai hơi cũ cũ cổ điển. Mùi hương của nó sẽ làm mình giống như kiểu là mình đi vào những cái căn nhà mà ở bạn nào ở ngoài Bắc ấy, cái thời tiết nó ẩm nồm ấy, thì khi mà các bạn đi vào cái ngôi nhà mà sau một ngày hoặc là 2-3 ngày các bạn đi đâu đó các bạn không về, thì cái mùi ẩm ở trong không khí kết hợp cùng với một chút hơi bụi 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 ở những cái đồ gỗ cái thứ, nó sẽ bay vào mũi của bạn khi nó được không khí nó lưu thông ở trong nhà ấy, thì các bạn đã nhận ra cái cảm giác đấy ở trong con này. Đây là một cái khá hay. Nó hay trên góc độ của mình, nhưng mà mình nghĩ là cái này thì nó cũng khá là cân nhắc đối với những người mới, tại vì đây là một cái vai nó hơi cổ điển mà nó sẽ kén chọn người dùng ngay ở cái phần top note đó. Và mùi hương này chắc chắn là nó sẽ biến chuyển, và khi mà nó biến chuyển thì cái nét bụi bụi đất này nó sẽ dịu dịu nhẹ đi. Các bạn sẽ nhận thấy một cái bay thuốc lá. Thuốc lá ở đây thì nó không phải cái thuốc lá hardcore như là ở Red Tobacco, như là ở những cái chai như kiểu Sweet Tobacco, mà thuốc lá ở đây làm rất nhẹ nhàng. Các bạn chỉ nhận thấy hơi một chút nồng nàn của từ những cái lá thuốc và một cái bay vị ngọt thôi. Cái bay vị ngọt này thì các bạn sẽ dễ hình dung, đó là Replica Jack Club giảm đâu đó khoảng tầm chắc là còn 1/3 độ ngọt, kết hợp cùng với cái sự
nét của thuốc lá ở trong Men in Black. Gần như rằng nếu như mà để mà mình có thể miêu tả mùi hương này dành cho những người nào đã từng thử qua hai chai nước hoa này, thì con One này nó là một cái phiên bản đứng ở giữa. Đó, không được ngọt ngào như con này, nhưng cũng không quá nhiều gia vị như là Victorian Hope Spy Bomb, là một cái phiên bản cân bằng ở giữa và thêm patchouli vào để tạo nên cái sự trầm tính cho cái mùi hương, và nó sẽ kén chọn về độ tuổi. Đó, vì thế thì với cá nhân mình nhá, thì con One này nó sẽ phù hợp dành cho những bạn nam có xu hướng trầm tính, lựa chọn những cái tông mùi có cái độ tỏa nhẹ, vì mùi hương này trên da mình gần như rằng là nó chỉ tỏa khoảng tầm tốt ngay nửa cánh tay khi mà các bạn vừa mới xịt ra thôi, nghĩa là nửa cánh tay khi vừa xịt ra tầm một tiếng sau thì nó thành mùi skin scent nhẹ cực luôn. Có nghĩa rằng là chẳng may các bạn cầm một tờ áo lên các bạn phất, hay là các bạn đi sát qua ai đó thì người ta mới có thể ngửi thấy, và có thể nói đây là một cái mùi hương chỉ phục vụ mũi của chính bản thân người xịt nó thôi, người mặc nó thôi, chứ nó không phục vụ những người xung quanh. Còn về cái độ lưu hương của con này thì nó cũng tầm 5-6 tiếng. Thì tiện đây mình sẽ nói về độ lưu hương của mấy con nhà One. Thì có một điều rằng mình được thử One cách đây 2 năm, và khi đó thì One có một cái hiệu năng rất tốt. Nhưng sau đó thì theo như mình biết là một bên đã làm việc với One để có thể làm về thị trường Việt Nam, và khi mà nó đặt số lượng quá lớn, các bạn phải biết rằng là cái nhà One này là một nhà Ý, nó cũng rất là nhỏ thôi, và ban đầu thì họ sản xuất với một cái số lượng nó vừa phải, nhưng mà khi mà được thị trường Việt Nam đặt đến hàng nghìn chai thì họ sản xuất không kịp. Và như mình nói, mình có chia sẻ đó là những cái mùi hương ấy, khi mà các bạn khi mà ở nhà máy nó cho cái dung dịch vào trong ấy, cái nước hoa vào trong chai ấy, thì nó cần một cái thời gian độ ủ nhất định, trung bình nó bét nó phải tầm 2 tháng hoặc có thể là 3 tháng hoặc nhiều nơi nó lâu hơn. Nhưng mà với một cái số lượng sản xuất nó quá nhiều thì cái mùi hương nó chưa kịp độ đạt đủ độ chín, thế nên là cái mùi hương nó không được blend mượt mà, và cái hiệu năng của nó cũng bị kém đi. Cái này thì các bạn cứ, bạn nào mà có được dịp đến trải nghiệm những cái store của Lulabo mà pha tại tay, pha tại tại chính store ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy cái sự khác biệt rất rõ rệt. Nhưng mà mùi hương nếu mà các bạn để một thời gian tầm 2 đến 3 tháng thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi hương nó có độ chín. Cái này thì chính bản thân mình cũng đã được nghe những người làm nghề chia sẻ. Và bên cạnh đó thì hôm trước, năm ngoái thì mình có pha cái mùi ở cái Maison 21G ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì mình cũng nhận thấy cái điều đấy khi mà cái top note xong rồi, khi mà một tuần sau, một tháng sau đến nửa năm sau thì mùi hương nó cũng có sự khác nhau. Thì cái này cũng để chia sẻ các bạn, thì nếu như các bạn muốn mua chai nước hoa thì mình nghĩ rằng là nên mua những cái chai mà nó đã sản xuất một thời gian rồi, cái này theo best code thôi. Còn nếu mà không muốn đau đầu quá nhiều thì các bạn cứ dùng bình thường, một thời gian sau thì mùi hương nó sẽ ổn định. Thì đây là cái chia sẻ của mình, và mùi hương này nó lưu trên da mình khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng, và chai này thì cũng là một chai mới nên là cái hiệu năng của nó mình nghĩ là nó cũng chưa được quá được nó kiểu đủ độ chín về mùi hương. Và về cái phần phong cách thì như mình nói, đây là sẽ là những bạn nam trưởng thành có xu hướng trầm tính, hơi hướng nội, thì mình nghĩ rằng là các bạn nam này sẽ có cái xu hướng là mặc những cái vai màu nó không phải là quá tối, mà sẽ là những cái gam màu nó màu ghi này, màu xanh kiểu jean quần bò như này đấy, hoặc là có thể là những cái tông màu nó không quá sáng nhưng mà nó cũng không quá kiểu tối kiểu all black, mà sẽ là những cái tông màu kiểu hơi trung tính, nâu, ghi các thứ, và có cái xu hướng là thích những cái mùi mà nó vừa phải, nó không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh và kiểu gần như là đừng có ai quan tâm đến ta cả. Đó, còn về cái kiểu cái thời tiết để sử dụng cái mùi hương này thì đối với cá nhân mình nghĩ rằng là những bạn nam chắc là sẽ xịt ở môi trường văn phòng là ok nhất, vì con này chủ đạo nó vẫn sẽ là hoắc hương nhiều hơn là cái nét của thuốc lá. Nó vẫn có một cái độ ngọt để có thể mang lại một cái sự hấp dẫn vừa đủ. Đó, nhưng mà nó cũng không phải là cái kiểu thu hút, vì thu hút nó phải đi kèm với độ tỏa nữa. Nên là mùi này thì mình nghĩ là hợp văn phòng, mấy anh IT tiếc các thứ thì các bạn sẽ xịt mùi này, các bạn sẽ thấy rằng là dễ chịu. Và mình nghĩ là đây sẽ là những người đàn ông mà có cái xu hướng kiểu ngoài cái việc an toàn ra, người ta cũng sẽ kiểu ít có những cái mối bận tâm ở bên ngoài, kiểu có vợ rồi, có con rồi. Và tôi xịt chỉ đơn giản là tôi thấy mùi hương này nó phù hợp, nó đồng điệu với tôi thôi. Còn bảo là mùi hương này nó có thu hút các bạn nữ hay không thì mình nghĩ là không. Đó, thì đây là một cái để chia sẻ. Và nếu như hỏi mình chai nước hoa này có đáng mua hay không, thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn là một người mới, bạn vẫn đang rất trẻ trung, thì đây là một trong những lựa chọn mà mình nghĩ là
từ cái phần hiệu năng cho đến phần mùi nó sẽ không hợp với bạn. Có thể bạn sẽ thích mùi, nhưng mà về phần hiệu năng thì thật sự là rất là kém. Vì cái xu hướng dùng nước hoa của người Việt, đặc biệt là những người mới, họ chưa quen được cái việc là họ sẽ dùng những chai nước hoa có một cái hiệu năng kém. Đó, đấy là phải thành thật với nhau là như vậy. Vì thế thì em này không phù hợp. Các bạn có thể mua những cái mùi như kiểu Jack Club để có một cái hiệu năng tốt hơn và ngọt hơn, hoặc là nam tính hơn hẳn thì có thể dùng Spy Bomb. Hiệu năng của Spy Bomb cũng tốt hơn nữa. Còn không thì rẻ thì các bạn có thể mua Men Black. Còn về góc độ của người chơi thì chai này nó ở cái mức độ là dành cho những người mới chập chững để tìm hiểu cái nốt hoắc hương và thuốc lá, thế thôi. Và trong những cái chai mà vừa rồi mà mình đã nêu ra dành cho các bạn thì đây có phải là một trong những lựa chọn ok không? Thì so với giá thành nó chắc có lẽ là sẽ ở cái khoảng ngang ngang với con Men Black này, nhưng mà mình thì mình vẫn khuyên là các bạn mua Men Black sẽ ổn hơn. Còn con One này thì có lẽ là nên trải nghiệm thử cho vui nếu như mà thực sự quan tâm, còn không thì các bạn có thể bỏ qua. Đây là một cái video chê, ok? Chê nhưng mà vẫn phải nêu ra rõ quan điểm là phù hợp với cái gì để cho các bạn hiểu hơn. Và nếu như các bạn đã dùng qua em nó rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn nếu như các bạn đang vào đây để tìm một cái góc nhìn nào đó thì hy vọng là các bạn có thể đọc hết những cái bình luận ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.